Buồn chứ, buồn lắm. Bởi vì chú muốn chết cho rồi, sống thấy cũng tủi thân quá. Vậy hỏi cháu bây giờ tới như cha ruột mà vậy rồi nó không tới, không đếm xỉa mình trên, thấy thua quá, thua người dân quá, buồn buồn. Nhiều khi cháu nằm đêm thì cháu là chú tủi thân. Thì cũng như chú nói vậy rồi, chết cho rồi, sống kia thấy tủi thân quá cháu ha. Chú xây vậy, chú xây trước cho mình như vậy là sau này mất là người ta sẽ cuốn xong chú, bỏ chú xuống luôn, dạ. Không có hàng luôn. Dạ, không có hàng. Trời ơi. Người ta mất có hàng sao, là mình là mất là tính là không có hàng chú. Thì nói vậy mình con cái với mình cũng neo đơn đâu có tìm mua cái hàng. Hỏi con tại sao nguyên nhân mà ba đã thương mấy đứa con vậy mà tao bệnh hoạn sao tụi bay không có qua thăm ba. Là cái tiền bạc mới cho tao không cho mà không tới luôn thăm ba trời vậy. Mấy đứa con sao nghĩ tao tụi bay bất hiếu quá tụi bay nữa coi chừng rồi cũng bị như tao thì sao. Không có hiếu đạo với cha mẹ như vậy. Có thấy ai mà hoàn cảnh như tôi vậy chứ. Con mà nó bỏ tôi vậy. Dạ. Không biết tôi hồi trước tôi là tội hay tôi làm gì ác hay sao bị trời phạt nó một chút. Nó thiệt. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lấy chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay thì Đồng được những người hàng xóm, những cô chú hàng xóm chia sẻ hình ảnh một câu chuyện rất là thương tâm của một người cha già 74 tuổi. Sau khi người vợ mất đi thì những người con cũng vứt bỏ người cha. Người cha thì không biết đi về đâu, do vậy thì ra những khu nhà mộ này để sống qua ngày, ai cho gì thì ăn đó. Đồng cũng tìm hiểu sơ sơ là người cha thì hiện tại là cũng bị những căn bệnh rất là nặng, nên con cái vứt bỏ không ai quan tâm. Về điều đặc biệt là Đồng nghe nói là sau khi sống ở nhà mộ này thì người cha đã từ đạo huyệt mộ để chôn chính mình. Câu chuyện xảy ra như thế nào và vì sao người cha già 74 tuổi lại rơi vào đường cùng như vậy? Hôm nay thì Đồng ghé mảnh đất tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu câu chuyện xem như thế nào. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Để tới được vị trí của chú, quý cô chú anh chị ạ, thì Đồng cũng đi rất là xa và tìm hiểu được bà con ở đây. Hiện tại chú thì đang sống trong cái khu nhà mồ và cuộc sống thì rất là khó khăn luôn. Ngoài ra là chú đi đứng là không được luôn á. Không biết thì bây giờ chú ở đây không? Chú đang xem truyền hình. Chú ơi, tắt cái tivi cho con với. Em đang qua hả? Dạ dạ. Dạ dạ, chú ra đây con trò chuyện với chú xíu. Con ngồi đây xíu ha. Dạ. Chú qua bên chú. Chú ơi, con chào chú nhé. Dạ. Hôm nay thì con được bạn bè cũng như những cô chú hàng xóm á, dạ, gửi hình ảnh giới thiệu về chú để con tới thăm chú. Dạ. Trước khi trò chuyện thì về hoàn cảnh của chú á, chú có thể cho con với ông bà cô bác biết được là chú tên gì không chú? Dạ, chú Trần Nguyễn Văn Hiệp, ở ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, năm nay chú Hiệp hả? Chú Hiệp là mấy tuổi đấy chú Hiệp? Hôm nay đúng là 75. Ôi, chú lớn chứ ha? Dạ. Dạ, chú là người gốc địa phương đây luôn hay là từ đâu mình tới đây mình sống? Dạ, gốc ở đây. Dạ. Gốc ông bà ngoại. Dạ. Là chú Hiệp là trước đây là khi còn trẻ là chú Hiệp làm công việc gì? Chú hồi đó thì vợ con nó cũng không được ổn rồi, chú đi bằng mướn ở Sài Gòn. Dạ. Đi bằng mướn cũng như đi dọn nhà đồ cho người ta ở công ty Sông Hợp Lực á. Dạ. Ở khu nghiệp Tân Tạo á, chú ở đó cũng lâu rồi. Rồi khi chú lớn tuổi rồi thôi chú về. Chú về chú đi mua phế liệu đồ với đi đồ để sống vậy đó. Dạ. Rồi thời gian qua có biết cái bệnh, cái bệnh đi vô cho chú ở tạm trong nhà mồ nè. Chú ở nhà mồ vậy con thấy là xung quanh là mộ không à? Chú ở đây thì được mẹ bao lâu rồi? 5 năm rồi. Đầu 2019 đó chắc. Trời ơi, 5 năm chú sống ở nhà mồ. Dạ. Mới đầu cũng sợ lắm, điều mình không có cơ, không có chỗ ở đó. Thì cái bà chủ nhà thì mới cho thôi mình ráng ở chứ sợ lắm. Là thời gian đầu ở đây chú cũng sợ lắm hả? Sợ lắm. Mình dạ, đêm đồ mưa gió đồ mèo chuột dữ lắm. Dạ. Sợ lắm cháu. Nhưng mình không có chỗ ở phải gán. À, giống như là mình không còn đường để đi, không còn nơi để ở, mình cũng phải vô đây mình
sống với người âm. Dạ. Lúc đầu tới đây thì chú sống thì chú có thấy gì không hay là có bị nhát không? Có. Dạ. Rồi chú cũng giái á. Giái cho tôi ở, tôi bây giờ cũng xa cơ thế cho tôi ở đây làm phương sống qua ngày thôi chứ tôi cũng già rồi. Dạ. Lúc chú về đây chú cũng sáu mấy, gần 70 rồi. Dạ, là lúc đầu là thấy gì chú? Thấy cũng như nhát, mình thấy tầm bậy tầm ba đã nhát mình cho mình, ví dụ như cái kiểu không phải không cho ở, mình nhát mình cho mình sợ không vậy đó. Ừ, giống như là cái đất này là đất và nhà của người coi âm chú ha, mình tự nhiên lạ người tới đây sống. Dạ. Người ta sợ dành dành chỗ hay sao đó là. Dạ. Nhát không cho ở. Dạ. Rồi vợ chú đâu chú? Ở trong Tân Lộc, trong mà chết lâu rồi. Vợ chú mất rồi? Mất lâu rồi. Mất mấy năm rồi chú? Mất hồi 2009 đó vậy. Rồi chú có mấy người con? Hai thằng trai đi bằng lưng không thăm chú chứ, nó không bỏ chú luôn. Trời ơi. Nó cũng không tới lui chứ. Là con chú là bỏ chú luôn? Bỏ luôn, nó không có thăm, không có gì chứ. Trời ơi, bỏ lâu có chưa hai chú? Thằng trai không à? Bỏ lâu chưa? Lâu rồi, hồi chú về trước khi là thôi mẹ nó chết tới giờ luôn á. Trời ơi. 2009 tới giờ. Ừ. Nó không thăm chú mà không có hỏi thăm không vậy. Là chú bỏ con hay là con bỏ chú? Con bỏ chú, hồi thời gian thì bà chết rồi, nhưng ruộng đất nó cũng ở trong Tân Lộc đó. Ừ. Chú để cho con mà hết, chú đi bằng mướn chú sống thôi. Dạ. Chú không có mua dành giật cái cho thể cho con, nó tự nó cả chục công ruộng rồi. Rồi nó bán thôi, làm chú không dành, bị coi như mẹ nó mất rồi chú buồn, chú đi mần vậy thôi. Mướn sống là ngày thôi. Rồi cho con nó làm như làm, nó bán thôi, nó làm mình nó biết tới nữa đâu. Rồi buồn quá chú mới đi luôn, đi Sài Gòn bằng mướn mười mấy năm đó. Rồi về đây nè mới tá túc nhỏ em nè, nó thấy vậy tội nghiệp là thôi không có cho ở vô đây ở, dám ở trong nhà mồ này không. Rồi chú nói dám, nói chứ cũng sợ chứ điều mình thất thế rồi, ở vô ở đại thôi. Chứ giờ lúc đó chú không có tiền cất nhà, cất chòi nữa. Dạ. Không có tiền, ra vô ở đại nó ngay cái em này thì nó cũng giúp chú. Dạ. Là chú hiện tại là chú đâu có làm được gì nữa hả? Giờ không vô phương rồi. Chú bị tai biến là nó liệt nửa thân mình vậy nè. Ừ. Rồi nhà cái nhỏ em này nè. Dạ. Nó bắt nó mua cái chung đó. Rồi nó lốt đó. Nấu mỗi bữa cho chú muỗng. Cái chung. Là cái bài để trị bệnh này. Là cái bài như thế nào? Rắn chung. Rắn chung với cái lá lốt đó đó. Ngâm. Hay không, là nấu. Nấu giống như thức cũng ăn. Cũng kiểu mình luộc. À. Không bỏ muối vào đường nha. Là nấu như sao chú? Thì mình bỏ lá lốt đó vô á. Ừ. Với rắn chuồng bỏ vô như kiểu nấu canh vậy, không. Dạ. Bỏ gì cho ăn, nó ngáo nó ói nó chết. Ừ. Nhưng mà từ khi mà ăn cái bài thuốc đó thì chú đi được. Chú đi được. Dạ. À. Lúc trước chú đi đâu có được đâu, liệt nửa thân mình vậy nè, tay chân. Hôm nay vậy là chú sẽ chia sẻ, sẵn tiện gặp chú có duyên, chú chia sẻ một cái bài thuốc cho. Dạ. Những người tai biến không đi được. Dạ. Đó là con rắn chung. Dạ. Nấu với lá lốt không bỏ gia vị. Dạ. nấu y xì vậy đó. Dạ. Giống như mình luộc vậy ha. Dạ. Nấu canh vậy đó. Dạ. Sau đó mình ăn cả xác cả lá lốt luôn à, ăn hết cả nước luôn. Ngày ăn mấy lần? Ngày thì ăn buổi sáng thôi. Mà chú thấy cái bài thuốc đó hiệu quả không? Hiệu quả. Dạ. Tại chú hồi đó chú đâu có ấy nè, còn rung nè. Nó liệt luôn hết trơn, giò này cũng ly không được nè. Rồi chú uống cái chú cục gậy, chú cũng gậy cho đi được á. Rồi đó đi không có được đâu. Dạ. Rồi nó còn bên này lết, bên này nè. Còn bên đây nó liệt, nó tay này nó cũng còn quay bên này nó rung. Dạ. Hiện tại thì hai người con có biết cuộc sống của chú như vậy không? Không biết, nó có biết không, không thấy tới lui đây, không biết. Nó không tới lui, chắc cũng nghe người ta nói đó, nó không bệnh này nhiều. Ý có ở gần đây không? Hai người con đó. Ở trong Tân Lộc, trong xã Tân Lộc, trong trên này nè. Dạ. Mình đi xuống gặp xã Tân Lộc trước đó, mới đi xuống đây đó. Dạ. Là ngày bài cái nước đó. Ý là con không biết là sau khoảng thời gian như vậy, từ ngày đó thì chú còn liên lạc với những người con không? Có gọi tới, gọi lui? Thì đây là quê nội của nó nè, đây là già tôi nè. Ừ. Mà nó đáng tiếc nó không tới lui, mình bệnh hoạn, cô kêu về thăm ổng mà nó không về thăm, sao biết, không biết sao. Ừ. Là trước đó thì có xảy ra gì không? Chú có đối xử từ có sao với những người con không? Sao những người con lại đối xử vậy? Không, tôi không có, tôi bị gì đó, cá tôi để cho nó mặn nó sống mà. Mười công? Mười công ruộng lắm đó. Mười công mà giờ cũng nhiều tiền á. Dạ, chắc nó bán hết rồi chú ơi. Nó bán không, đi làm công nhân hết rồi. Ừ. Nhưng mà mười công mà giờ bán chắc cũng nhiều tiền chú nhỉ? Mười công giờ bán thì chắc cũng được 1 tỷ á. Tỷ? Công trăm ngàn, trăm triệu. Dạ. Rồi, công vậy đất trên này cũng rẻ chú ha? Rẻ rồi, đất ruộng bán 100 triệu cái nhiêu. Ừ. Đất rồi. Mặt tiền thì gió 200 à. Dạ. Dạ. Là những người con bỏ chú sống ở nghĩa địa là suốt 5 năm hả? 5 năm rồi.
Rồi thời gian tôi đi mặn mướn Sài Gòn nó cũng không nói, không hỏi thăm thôi chứ. Tôi mặn Sài Gòn mười mấy năm luôn đó, mặn công nghiệp công tạo đó. Dạ. Đi vô quét dọn trong công ty đó đó. Vậy là giờ, theo như chú chia sẻ là giờ hai người con biết chú sống ở đây. Biết. Và biết chú sống ở nghĩa địa suốt 5 năm. Dạ. Nhưng không tới lui, không. Coi như là bỏ mặc luôn. Dạ. À. Nó không có, bây giờ nếu nói mình nói đúng cô bác còn thấy thương, mà còn khi nấu mà múc cho mình miếng hay gì mà không có tiền cho mình 50 trăm mua thuốc uống. Còn hai này nó không có tới hỏi thăm không gì trơn chút. Dạ. Chưa có ai bạc bẽo vô tình thì thiệt. À, mà tôi đâu có ở ác hay tôi có khó khăn đâu, ruộng tôi còn để cho nó nguyên si nó mà nó sống mà sao con nó bỏ tôi vậy, nghĩ cũng tủi với chung. Mà không biết cái nguyên nhân sao mình cũng không biết. Chú bao giờ có nghĩ là mình nằm ngủ mình suy nghĩ không biết tại sao những người con lại đối xử với mình như vậy. Đó. Mình trước đó cũng làm lũ vất vả để nuôi con khôn lớn. Dạ. Ví dụ như giống như ông bà khác lớn tuổi như chú sẽ được con phụng dưỡng. Dạ. Mà mình con lại vứt bỏ. Dạ. Mặc sống chết mà sống trong cái địa. Chú có bao giờ nghĩ mà tủi thân không? Nghĩ chứ mà không biết nguyên nhân. Tôi không nghĩ là tôi không có chặt gì với con hết, mà tại sao đối xử tôi vậy không biết nữa. Dạ. Hay là có ai bên nội có làm gì cho nó phiền lòng hay vậy mình cũng không biết nữa. Ừ. Rồi là khi suy nghĩ về những vấn đề mà con tôi bỏ. Không có rồi, tôi không có chặt với con rồi, bởi vì ruộng đó tôi để cho nó ăn mà nó sống mà. Ừ. Tôi đâu có khó khăn với nó đâu. Hàng đêm là chú suy nghĩ là tại sao con lại bỏ mình, rồi là mình lại như vậy. So với những người mà cùng lứa tuổi với mình thì được con phụng dưỡng thì chú chắc buồn lắm. Buồn chứ, buồn lắm, bởi vì chú muốn chết cho rồi, sống thấy cũng tủi thân quá. Cháu thấy là nhiều khi đôi lúc mà bệnh đi toilet cái gào này té lên té xuống. Dạ. Rồi cái bưng cái xô nước đây cũng rớt luôn, rồi em nó kéo bấm nước vô giùm đó. Dạ. Nó kéo nước vô xuống nó dặn có nước xài đó cháu. Dạ. Chứ chú không muốn sống làm theo bây giờ mình sống đó, thì cũng có cái ích lợi cho xã hội. Thứ hai con cái nó không đến thì ở tới thôi sống chi cháu. Dạ. Nhưng mà chưa cho chết. Dạ. Nhiều khi những cái ông bà lớn tuổi á, sau này này về già sống, cố gắng sống là vì con vì cháu. Dạ. Để nhìn con cháu thành đạt này, rồi nhìn con cháu có con có cái này. Dạ. Nhưng mà giờ đổi lại là ông không còn gì luôn. Dạ, không còn gì hết. Không còn con, không còn cháu. Dạ. Giống dạ. như là một mình cô độc chứ đó. Cháu thấy cũng từng chú cũng có ruộng có đất mà giờ vô ở trong cái nhà mò con cái nó bỏ chú thấy buồn rồi cháu. Buồn lắm. Dạ. Chú không có ruộng có đất đâu. Dạ. Thấy cũng buồn mà thôi giờ số phận đi. Mình thường số phận. Ví dụ như ngày xưa mà sau khi bà xã mất mà chú bán hết ruộng đất đi thì không nói đúng không? Dạ, là con cái hẳn buồn chú thì là không tới lui chú. Dạ. Nhưng mà chú lại để lại hết cho con cái. Dạ. Chú đi bằng mướn bằng ên sống rồi đó. Không bao giờ. Chú còn cho tiền nữa chứ bộ không cho sao? Dạ. Chú đi bằng mướn chú còn đem tiền về cho nó nữa đó. Dạ. Mà không biết nguyên nhân cớ sự gì mà nó lại nó biết nó bỏ chú thì không biết chú không hiểu làm sao nữa thì nó sao. Đau lòng quá chú nhỉ. Dạ. Chứ bây giờ thì thực tế là đây hỏi hết trơn gì trong là hỏi tôi chưa bao giờ tôi con tôi trưởng thành là bả chết mới bỏ đi bằng mướn đó. Thì 18, 19, 20 tuổi là tự lo đi. Dạ. Tôi giờ cũng thấy bả chết tôi cũng buồn rồi sao tôi đi. Ừ. Đi bằng mướn. Thì ruộng đất ở nhà thì bay tới mặt. Nghĩa sống. Là khi đó thì chú cũng cố gắng nuôi con đến tuổi trưởng thành. Dạ. 18, 19 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi chú khi cô mất thì cô chú buồn chú mới đi làm thuê làm mướn để mưu sinh. Dạ. À. Kể từ đó là những người con là coi như là bỏ chú luôn. Bỏ không? Luôn. Dạ. Dạ bỏ luôn. Chú không có hỏi thăm. Chú có bao giờ mà ghé về nhà cũ để thăm? Có thăm mà mấy người ta nói giờ con nó không có coi mình ra vậy thì mình ta thăm nó làm chi. Ừ. Nó cũng vợ sao không còn mấy đứa cháu nội nữa đó. Mình thăm nó đi. Thăm nó tới nó cũng hỏi mình chứ. Có hỏi không? Không. Nó không hỏi chứ. Có mấy đứa cháu nội nó mừng. Vậy là chú vô nhà những người con thì giống như là người dân đi vô vậy. Dạ. Không hỏi thăm, không đái hoài. Dạ. Là giống như không muốn tiếp chú luôn hả? Một lần mấy trước Covid thì chú còn đi được đó thì chú cũng thường về gặp thăm đứa nhỏ, mấy đứa cháu nội đó dưới đó. Rồi hỏi cháu bây giờ tới như cha ruột mà vậy rồi nó không tới, nó đếm xỉa mình trên thấy thua quá. Thua người dân, buồn buồn. Nhiều khi cháu nằm đêm thì cháu là chú tủi thân. Thì cũng như chú nói vậy rồi, chết cho rồi, sống chi thấy tủi thân quá cháu ha. Như mình vậy nè, tôi có cái lúc té mà tôi thấy điều tôi có thuốc cũng uống rồi. Thấy buồn mà khóc đó, khóc thầm mà nhớ chứ. Dạ. Rồi mưa gió tạt, nếu mà ở đây thì nhà mấy đứa cháu mà nó lỡ nó tóc này kia thì mượn mấy đứa cháu ở đây nó che giùm thôi, chứ con cái mượn nó không qua. Dạ. Nói là mày qua mày che giùm tao, mưa gió nó tạt, không qua. Dạ. Đi hỏi cháu thì thôi.
Có bao giờ chú nghe chú buồn cho số phận ấy, tại sao mình lại như rơi vào đường cùng như ngày hôm nay không? Có, chú có nghĩ chuyện đó không, biết nguyên nhân sao mình bị có lỗi, có tội gì vậy, rồi trước mình làm cái tiếp thì nó rơi vào cái hoàn cảnh này đó. Dạ, khi mà bà xã còn sống với những người con thì khi đó chú có đối xử tốt với vợ với con không? Thì cũng có, chú lo làm ăn không? Có lo làm ăn chứ mới có ruộng nhiều đó. Hồi đó là chú có mua thêm ruộng ở trong đó mới được chục công, chứ không mua làm sao có được chục công. Dạ. Dạ. Rồi là chú hiện tại ở đây thì chú ăn uống như thế nào chú? Chú tự nấu ăn. Nhà nước thì đôi khi cũng cho gạo. Dạ. Nếu thiếu thì chú đi vòng vòng xin bà con mượn lon vậy đó. Ăn quà không có tiền mua thuốc mà tự xin. Cắm cơm luôn hả? Dạ, nấu cơm điện. Dạ. Còn đồ ăn thì nhiều khi cái gì người ta cho mình ăn 2-3 ngày đó, để dành ăn với nhín 2-3 ngày. Ừ. Rồi có nào mà phải ăn lại đồ ăn thiêu không? Không. Tại vì ở đây đâu có chất cái gì bảo quản đâu. Hay dạ, là mình nấu mặn lên mình ăn nhiều ngày. Nấu mặn, đúng rồi, nấu mặn à. Nấu mặn ăn được 2-3 ngày chứ không có nấu lạc được. Ví dụ như người ta cho xong về chú chế biến lại, thêm mắm, thêm muối vô cho nó mặn. Dạ, đúng mặn rồi. Chắc vậy ăn được nhiều ngày hả? Dạ. Dạ. Ví dụ kho rồi vậy đó. Ừ. Còn nó chiên thì gõ uống cho mặn mặn, ăn 2-3 ngày vậy đó. Dạ. Từ cái giường này là tự đóng hay lúc đó ai cho? Cũng cái cô này có cho nè. Dạ, cái cô tuốt sau đó ha. Dạ, cái dạ, cô đây nè, cô nhà đây nè. À. Cô đi bán mà, cô bán mà chợ. Dạ. Cô là chú hiện tại thì con nghe nói là chú đã tự đào huyệt mộ để chôn mình hả? Kêu chú tự đào tìm kim tính cho mình luôn hả? Cô đó cô làm đấy chứ. À, là làm cho chú hả? Ừ. À. Cô đó cô chủ nhà này nè, cô làm cho chú. À, cô chủ nhà tốt quá ha. Dạ. Rồi là tự ý là xây huyệt mộ trước cho chú luôn. Vì vì cái năm đó chú yếu tưởng là chú mất không à. Ừ. Rồi là vậy thôi để xây cho ổng luôn, đi hay kinh tỉnh luôn. Hôm lúc thanh minh đó xây luôn. Ừ, chú giờ đi được không, cho con xem cái kim tính của chú được không? Đi được không? Nay chú đi được chưa? Được được, chú cũng đi nhắc nhắc. Đó bên đó đó. Rồi nay ướp cá này, chuẩn bị nấu ăn này. Ướp mặn đó. Ướp mặn này. Chiên. Lát mượn thằng em nó qua nó chiên. Đây là chỗ chú sống chú ha. Là một dạ, cái giường này gắn bó với chú là suốt 5 năm rồi. Dạ. Là không có chiếu luôn, là chú. Không vậy đó. Chiếu này, chiếu mà rách hết rồi này. Dạ. Lấy mục hết cái, rồi. Lấy này lót lên rồi cháu. Ừ. Chú dạ, lót cái này là để cho nó bằng rồi chú. Chiếu dạ, này quý ông bà của bác này. Dạ. Chiếu rách hết rồi. Dạ. Sau kia những cái vật dụng chắc là từ khi chú sống đến giờ là nó gắn bó với chú tới giờ luôn, cũng chưa thay mới. Dạ. Rồi chú ở đây thì rửa đồ ăn là thức ăn là đây luôn hả? Đây. Sát bên ngôi mộ luôn. Cái này cũng mới làm nên chú có rước đi té lên, thấy chú hoài bưng nước cho nó té đó. Dạ. Rằng em nó qua mượn nó gắn dùm vô đây đưa mình xuống đây mình nhận có nước mình xài. Dạ. Cái này là cái nhà mồ chú ha? Nhà mồ. Dạ. Chú đi con đỡ chứ. Chú đi đường này hay đường kia? Đường này đi. Được không? Được. Cái kim tính của chú thì xây được lâu chưa? Mới xây hôm thanh minh rồi nè. Dạ, là đây chú ha? Dạ. À, xây là đây rồi. Quý ông bà cô bác này. Bây giờ cái này nữa xây nó không có xây kiểu như nữa hay là quấn chiếu bỏ vô chứ không có hàng, không có hòm. À. Không có hòm, xây là, nó xíu vậy đó, không là, có hòm. Cách đây mấy năm là chú yếu, xong rồi xây kim tính cho mình. Dạ. Xong rồi chú lại sống lại và dạ, sống đến ngày hôm nay. Dạ. Cũng để coi xây này xây năm ngoái vậy, xây mình năm ngoái. Ừ, năm đó là chú bị như sao à? Chú bị hôm nay bị COVID đó, chú bị tai biến đó. Dạ. Chú bị tai biến cái liệt, cái té liệt nửa thân người. Ừ. Bị tai biến. Dạ. Dạ. Rồi yếu quá yếu rồi, mấy em nó sợ mất, nhỏ em sợ mất, mới thôi xây kinh tỉnh cho ổng đi. Dạ. Rồi giờ con cái không có hồng gương thôi nữa, bây giờ mình cho ổng xuống đây rồi, làm cái núm trong cái gòi. Dạ. Khỏi tốn cái hòm. Chứ đâu có con cái ai mà lo cho cái hòm đó phải không? Dạ. À, cái hòm cũng mắc tiền lắm chứ, có 20 triệu rồi. Cái này xây này kia có mấy triệu bạc. Ý là chú xây vậy, chú xây trước cho mình như vậy là sau này mất là người ta sẽ cuốn xong chú bỏ chú xuống luôn, dạ, không có hàng luôn. Dạ, không có hàng. Trời ơi. Người ta mất có hàng sao là mình là mất là tính là không có hàng chú. Thì nói vậy mình con cái với mình cũng neo đơn đâu có tiền mua cái hàng. Đó. Rồi thành ra nó cũng gợi ý bà con đây nè, thì thôi vậy thì cho tiền ổng đi, ổng không có ai đâu lo mua hàng, mua gương hàng tới 20 triệu rồi tiền đâu mua. Dạ. Ai lo cho ổng thôi làm vậy đấy. Không lẽ mà khi chú mất, chú hơi thở cuối cùng thì con cũng bỏ mặc chú luôn.
Mình đâu có con biết. Con nghĩ là con phải lo cho cái phần đó chứ. Rê mình thì nói mình không có biết, mình còn sống mình mới không tới bệnh hoạn đây, mình chết lên chết xuống mà không qua thăm, biết chừng mình chết rồi biết nó có qua đây không, biết đâu, mình đâu có biết được cháu. Dạ. Mình thì bây giờ cô bác anh em xuống ở lúc mình yếu quá rồi thì cô bác làm sao mình hay vậy thôi, chứ mình đâu có nói gì được đâu, mình yếu rồi mình sắp chữa đi mất rồi. Dạ, chữa mất rồi đâu, mình đâu có biết gì tự ai làm gì. Là hiện tại là con cái vứt bỏ chú đây, sống đây lâu quá rồi, không quan tâm nên chú lo đến khi nào mình mất luôn. Dạ. Lo đến khi mình mất là không có áo quan, không có quan tài luôn. Là dạ. Nên đã xây một cái kim tính sắn cho mình, quý cô chú chị này. Khi mất là chỉ cần là bóc cái cát này lên và cuốn chú lại và để xuống đó thôi. Dạ. Lo đến mức đó luôn. Bây giờ cái này là cũng bà con chòm xóm, anh em trong xóm biển người ta lo cho chú cũng biết gì cho đó. À, khi đó mất thì là người ta làm sao làm chú? Dạ, lúc mà chú yếu đó, chú đâu có biết thì tự ai làm, người ta làm thẳng vậy. Thì đang có chết thì thả xuống liều đem xuống luôn. Dạ. Bây giờ đâu có tiền đâu mà tính ra cái vụ hồn, vậy là quý rồi. Dạ, có chỗ nằm là quý hả chú? Dạ, rồi chú tỉnh vậy thì chú khỏe lại, nói vậy ông nó hài lòng, nó trời ơi tôi mừng lắm mình. À. Con tôi không lo mà cô lo tôi mừng lắm rồi đó. À, khi đó là chú còn tưởng mình đã mất rồi, là bà con đã xây sẵn rồi. Dạ. Nhưng có cái điều gì xảy ra, kỳ tích gì xảy ra, chú lại sống lại và sống đến ngày hôm nay. Dạ, sống lại cũng 2 năm rồi đó. À. Gần 2 năm. Nó khỏe vậy đó, rồi đi bây giờ nó đứng ra thì đi không bằng ai, nhưng đi phóng đi từ từ được, đi có chừng 50 thước. À. 100 mét cũng như là lộ vậy đó, đi chậm chậm ra đi được, lúc trước đi đâu được đâu. Nghĩa là ngày xưa là ông bà cô bác láng giềng đây là tính bắt đầu chuẩn bị là chú mất rồi ha, tinh thần là chú mất rồi ha. Dạ. Tự nhiên lại sống lại. Dạ. Hồi xây kim tỉnh này hình như bắt đầu nó hồi dương thôi. Hồi dương hả? Dạ, hồi dương. Hồi dương lại, cái mấy ông nói ngồi xây kim tỉnh thì sao phải hiệp này không sống đâu lắm rồi. À vậy hả? Dạ. Chú có ý xịu à, lúc cái năm mà lúc mà bên cái đoàn từ thiện nguyện gì hậu á, có xuống đây nè thăm rồi, lúc đó chưa, lúc đó yếu lắm, đi không nổi, lúc đi nó mắc kẹt đó không. Xung quanh chú sống là mộ không à? Mộ. Trên đó mộ quá trời mộ, dưới này nữa. Dạ. À, hình như chỗ chú sống là sau này cũng xây mộ đó hả? Đó thì còn mấy em sao đó, là chủ nhà nữa. À. Cái chỗ tôi nằm là cháu bà chủ nhà. Dạ. Ông chủ nhà nè, ông chủ nhà mất rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy hả? Dạ. Rồi còn mình ngồi trên này có sao không chú? Không sao đâu. Con ngồi dưới cho. Ngồi đi không sao đâu. Con nãy giờ thì quên để ý nữa. Thấy chú ngồi con ngồi theo luôn. Ủa cháu nói cháu ở Bình Dương hả? Dạ con Bình Dương xuống. Dạ. Bình Dương xuống đây cũng xa á. Ủa trẻ mà xuống đây vậy đó hả? Dạ. Con được nhận được cái thông tin của bà con á, gửi cho chú, gửi hình ảnh của chú đây. Dạ. Xuống nói chung xuống thăm chú luôn, thăm cuộc sống như thế nào. Dạ. Tại sao một người cha dạ lớn tuổi, 74 tuổi lại bị con vứt bỏ mà sống trong nghĩa địa? Nghe tưởng chừng câu chuyện này thì không ai tin. Dạ. Người ta sẽ nói không bao giờ mà con cái mới vứt bỏ cha mình được. Dạ. Nhưng mà đây là một câu chuyện xảy ra thật chú á. Thật rồi đó. Thì tôi chứng kiến là tôi nè, thì nó bỏ tôi là khi mà bà mất tới giờ là coi như 2009 tới giờ đó. Dạ. Thì tới bây giờ tôi vô nằm nhà mồ nè, nó qua như vậy thì nó ấy mà nó cũng bỏ luôn đó. Dạ. Tôi ở nhà mồ 5 năm nó có tới luôn gì đó. Dạ. Nó hai thằng trai, nó có hai thằng trai à. Dạ. Chứ nó còn đông. Nhưng mà khi mà đó thì một mình chú có thể nuôi được hai con, không lẽ giờ hai con không nuôi được chú? Không biết nó nghĩ làm sao tôi không biết. Rồi giờ thì giờ sống giờ mạnh thường quân với nhà từ thiện với cô bác sớm biển thì thôi chú ơi. Thuốc mẹ tôi bây giờ có mần gì nói có tiền đâu. Ừ. Thì chú là giờ hàng ngày có phải uống thuốc không? Có uống hàng ngày á. Uống thuốc tai biến hả? Hay là uống thuốc gì? Không biết thì tự nhiên sao mà nhiều khi trời trở gió, trở tiết nó lạnh có khi mệt mất thở luôn, mệt á, thở không ra hơi. Rồi là cũng chắc cũng lâu lắm rồi mình chưa được đi bệnh viện khám bệnh. Có tiền đâu mà đi khám, đi bệnh viện gì có không cho thuốc. Cô bác ở đây cho tiền mua thuốc hàng ngày với Mạnh Thường Quân, nhà từ thiện nó cho uống, mua uống vậy thôi. Dạ. Nó cầm cự sống vậy thôi chứ không có thuốc chết thiệt à. Dạ. Thở không nổi, mệt lắm. Nghĩa giờ là mình là phải sống bằng duy trì uống thuốc, không uống thuốc thì sẽ không có sống được. Dạ, nhiều khi hai bữa gì cái đầu mệt nó thở không nổi, ho rồi nó thở không nổi. Dạ. Rồi là giờ chú sống ở đây là nhờ tình thương của bà con cô bác, vậy ai cho gì ăn đó, ai có gạo thì cho gạo, ai có gì cho đó. Dạ. Dạ, chứ đâu đi làm được gì. Đâu làm, chú giờ đi không, té lên xuống làm gì giờ chắc. Có bao giờ chú nghĩ là xem lấy vé số ra đầu đường bán không? Thì hổm có trong Tết nó đi bán, là đi bán đâu nổi, đi té mà bán đâu lại lấy 50 vé, bán còn 30 vé. Ừ. Đi không lại mấy nhỏ mình chống gậy giờ đi lại bán lại nó.
bán được hai bữa hết vốn luôn hả? Lãnh 50 tờ bán có 30 tờ lần sau lãnh 50 tờ bán 25 tờ rồi. Giờ mà có một cái câu hỏi mà chú muốn hỏi hai người con thì chú sẽ hỏi điều gì? Hỏi nguyên nhân làm sao bay bỏ tao, mà cũng có nói rồi, có hỏi rồi. Hỏi trước mặt luôn hả? Hỏi trước mặt chú luôn. Chú hỏi sao? Hỏi con tại sao nguyên nhân mà ba đã thương mấy đứa con vậy mà tao bệnh hoạn sao tụi bay không có qua thăm ba, là cái tiền bạc bay cho tao không cho mà không tới lui thăm ba trời vậy. Mấy đứa con sao nghĩ tao tụi bay bất hiếu quá, tụi bay nó coi chừng rồi cũng bị như tao sao không có hiếu đạo với cha mẹ cho vậy. Và tôi nói như nó khóc mà tôi không nói nữa. Hỏi nó làm thinh lắm. Là khi đó chú vừa hỏi vừa khóc? Dạ, rồi nó làm thinh lắm đó. Không nói gì? Dạ. Là chú đã từng hỏi trước mặt hai người con? Có. Mà điều hai thằng thì cũng như thằng hỏi nhiều khi đâu gặp hai thằng được. Gọi hai thằng hai lần. Dạ. Là chú hỏi là tại sao lúc nhỏ cha vất vả nuôi con khôn lớn, giờ cha bệnh tật tại sao lại bỏ cha như vậy? Dạ. Rồi tôi nói nó không trả lời, tôi khóc rồi thôi, tôi không nói gì nữa. Mình cũng như mình tủi lòng, không nói gì nữa được hết, chán. Nghẹn lòng chú ha? Dạ, không nói. Để một người cha lớn tuổi, bệnh tật mà đi hỏi được con, cái đó là một cái điều gì đó rất là đau chú mới hỏi ra vậy? Theo bà con ở đây, với tôi cũng đi đó đây, tôi biết nhiều quá, thành ra cũng chưa có thấy ai mà hoàn cảnh như tôi vậy chứ. Con mà nó bỏ tôi vậy. Dạ. Không biết tôi hồi trước tôi là tội, tôi làm gì ác hay sao bị trời phạt nó vậy chú, nó thiệt. Chứ tôi đâu có ác với con với vợ, sớm biển tôi cũng ở đàng hoàng, đâu có ác thôi, có khó khăn gì đâu mà sao cái gì ngộ. Tôi hồi xưa rồi, hồi trước tôi cũng ác thôi vậy. Là chú đang nói về kiếp trước, chú mình có bị làm gì tội nên kiếp này mình phải gánh hả? Dạ, nghĩ chỗ đó đó. Chứ mà kiếp này thì còn chú đối xử tốt với vợ con đúng không? Dạ, thì mình nghĩ là bây giờ cũng có số mạng mà, chứ đâu phải là mình muốn gì được đâu, chứ phải chỉ mình ăn chơi hay là mình này kia bỏ vợ bỏ con á, mình mê bà này bà kia mình bỏ thì mình không trách mình ha. Còn này mình đang vẫn lo con lớn khôn nào hoàng, vợ mình mất thì mình cũng rồi thôi, tự nhiên nó cũng lớn khôn rồi, tự nó lo nó làm, mình cũng kiếm đường mình làm. Dạ. Đó, mình có cơ sở mình làm mình sống rồi, tính nữa thì mình về thì nó con ruộng nương có nhà cửa mình vô mình ở, nó đâu ở được, nó đó được. Khi đó chú về đó sao mà chú phải đi? Ở không được, ở cái kiểu đó đó sao ở được, nó coi mình không gai chân ở gì nó cũng chú một tuần tuổi để chú đi rồi lớp có dâu nữa, nó thấy nó khó khăn lắm. Yeah. Con trai mình nó làm vậy, dâu ở dâu sao nổi. Yeah. Quan trọng là người con trai, con trai mà muốn chú sống thì sẽ là con dâu sẽ phải chấp nhận. Yeah. Nhưng mà khi đó thì chú về là bị đối xử không có đón tiếp hay sao? Dạ, yeah, thấy mình thấy buồn tủi lắm cha ơi, thấy kiểu như mình trai ruột nó làm như mình là bao nhiêu thua bạn bè của nó nữa cháu ơi. Dạ. Thấy cũng tủi thật. Đi về số mạng thì chú nói vậy thôi, bây giờ thôi liệu số mạng đi. Rồi mình đi giờ về ở ngoài này nè, thì mua chai lon dịch rồi sống. Cô bác là thấy hoàn cảnh ta cho, có người ta cho ta đâu bán. Còn có người ta bán. Sống không yếu. Chú ở đây là cũng được xây một cái nhà vệ sinh đó ha, để mình đi vệ sinh nhỉ? Dạ, cái cô đó cô làm không? Cô đó cô xây cho chú không? Chú đâu có tiền đâu mà làm. Cái cô là đó tắm rửa là vệ sinh là trong đó. Dạ. Ừ. Nấu ăn là ngủ là trong này. Suốt ngày chắc chú chỉ ở đây thôi chứ đâu đi được đâu hả? Đâu vào đâu. Tối ngày không có ai nói chuyện với ai hết, nằm ơn mình có vô tiếng. Có nào mà nằm ơn mình buồn nói chuyện với người có ơn chưa? Không, có đâu. Không có đâu. Tâm sự nói là phù hộ, phù trì cho tôi mạnh khỏe gì đó. Không, cũng không có dai nữa. Dạ. Yeah. Không có dai cho mình khỏe, tôi dai tới tiền sớm nữa. Rồi chưa có tới thì đi, chứ dai tiền sớm rồi sao thấy hoàn cảnh. Ồ, chú lời vái, người ta lời vái mạnh khỏe, chú lời vái mình được mong được đi sớm hả? À, cho tôi đi sớm cho rồi, đi sống cực khổ quá cháu. Hỏi cháu đi chống gậy đi, nó té lên té xuống. Chứ đi collect cũng vậy, đi tắm vậy. Rồi thấy nó buồn cũ, đi sống làm gì trời. Đi té lên té xuống. Dạ. Yeah. Cũng tuổi cũng thân vậy đó. Chú nói vậy với cháu, tôi không dai khỏe sống. Chú nói thiệt. Phải cho mình mất sớm cho nó có nhẹ lòng theo ông bà cho rồi. Dạ. Chứ không phải là mình giái cho mình mạnh khỏe đâu, mình thì không có giái, không có giái thiệt á. Dạ. Nhưng mà quý cô chú chị ạ, đồng ý suy nghĩ được, đọc được trong ánh mắt của chú á, là chú trước khi mà nhắm mắt á, chú muốn gặp những người con và những người con hãy trả lời câu hỏi của chú, đó là tại sao mà đối xử với chú như vậy. Dạ. Rồi chú khi đó mới mãn nguyện đúng không chú? Dạ. Thật sự trong tâm chú là mong như vậy. Dạ. Mong được câu trả lời từ hai người con là tại sao lại đối xử với người cha của mình như vậy. Bà con, theo mà bà con nói nữa chắc Hiệp này chết mấy đứa con mày cũng không qua, bỏ mày đi. Dạ. Như vậy đó. Nó bỏ mày rồi, nó bỏ luôn, chết nó không qua, chi cho nó công.
qua rồi người ta chúng người ta nói này nó kia nó ra nó vô đó bỏ rồi luôn, không có qua nữa đâu. Là đánh giá vậy đó. Thằng chú thì chú nói, bây giờ thì do số mạng kể, không có cách nó làm gì, không biết tôi chỉ trách bản thân tôi cái kiếp trước tôi gì đó tôi mới bị bây giờ bị ông trời ông đại đâu vậy, chứ tôi cũng đâu có ác ôn gì, nói mà trách là nói gì đâu mà trách nó chi. Dạ. Kể vậy đó chứ chú giờ là chị chú chị nói nghĩ là sống khi nào mất thì bà con ở đây người chung tay và bỏ chú xuống đây và lấp lại, vậy là xong hả? Dạ vậy là xong đó, xong một cuộc đời. Dạ. Nhưng mà thâm tâm chú thì chắc vẫn mong là khi mình những hơi thở cuối đời thì gặp được hai người con tới thăm. Không, chú cũng không mong. Bây giờ chú có gặp, chú nói chuyện rồi. Có nói chuyện hỏi thăm thì làm thinh chú nói gì rồi đó. Như bà con ở đây cũng đánh giá là theo mà hiệp chá chắc mấy đứa con nó không qua. Yeah. Qua bên này ta đồn, ta nói nó chịu không nổi đâu. Yeah. Tại sao bỏ ông người kia đó, chịu không nổi chắc không qua đâu. Sớm bị người ta nói vậy đó. Yeah. Nói chung là hồi nãy đến giờ những câu chuyện mà chú với con trò chuyện, chú tâm sự về người con bỏ suốt mấy năm vậy là cái này là hoàn toàn là sự thật đúng chứ? Sự thật thì coi như bỏ là 5 năm rồi đó. Dạ. Lúc trước thì cũng bỏ nhưng chú cũng tới lui được, chú mạnh chú đi tới lui thăm được, mà nó không bao giờ thăm chú. Còn cái tiệc đó là 2019 tới bây giờ, đầu 2019 tới giờ là bỏ chú luôn, bây giờ chú bệnh tới giờ đó. Dạ. Tích chú mất mà chú chưa có mất được, ông bà chưa cho đi nó ra còn tới giờ này. Dạ. Hôm nay thì con thăm hoàn cảnh của chú, con xin phép sẽ đăng cái video này lên trên kênh của con để kết nối với quý của nhà hảo tâm để giúp đỡ cho chú được gì trong cuộc sống thì giúp chú ha. Dạ. Chú có cho đồng ý cho con đăng cái video này lên không? Dạ cho. Rồi bây giờ thì con sẽ trích một ít quý để gửi cho chú. Chú có một tiền mua thuốc ha. Dạ. Thuốc men này rồi là chú mua đồ ăn chú ha. Dạ. Hôm nay thì đồng sẽ trích 3 triệu đồng của chị và cô Phấn ở Mỹ. Dạ. Gửi trước cho chú để chú có mua đồ ăn những ngày tiếp theo. Dạ. Khi mà đồng đăng tải lên thì ông bà cô bác nào thương chú thì đồng sẽ ghé thăm chú lại chú ha. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ tôi thì Nguyễn Văn Hiệp, năm nay 75 tuổi, ở ấp 6, Cao Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Long. Tôi xin cảm ơn những mạnh thường quân, những nhà tài trợ giúp cho tôi cái cuối đời này. Tôi thành thật xin cảm ơn nhiều lắm. Không biết tôi sống được bao nhiêu năm nữa đây. Con tôi đã bỏ mấy năm nay cũng nhờ mạnh thường quân, nhà hảo tâm bên từ thiện cũng giúp đỡ tôi sống được cũng hơn một năm nay rồi. Tôi cũng xin thành thật cảm ơn. Dạ. Dạ. Sao đến giây phút này chú lại xúc động và rơi nước mắt như vậy chú? Tại vì nhưng mà theo mà chú không có tài trợ, không có mấy em giúp chắc chú cũng chết rồi. Dạ. Không có tiền thuốc uống. Dạ. Là chú đi rồi. Giống như là mình cảm động trước những cái người dân ha, mà dạ, lại thương chú hơn con của mình. Dạ đúng rồi, người dân còn ấy, còn con mình tại sao nó không lo cho mình, người dân như cháu, chẳng là cháu lặn lội xuống đây giúp đỡ chú vậy thôi, cháu không tụ cho được cháu. Dạ. Phải không? Tụ với cháu thôi. Dạ. Tụi. Những giọt nước mắt của chú đã rơi rồi. Chú rơi cho cái số phận của mình. Dạ. Chú rơi cho những người con của mình. Dạ. Chú rơi cho những người dân mà lại thương mình hơn những người con chú ha. Dạ. Dạ. Con cũng chúc chú nhiều sức khỏe. Đây bây giờ con sẽ gửi tiền cho chú ha. Dạ. Cái này là 3 triệu của chị và cô Phấn ở nước ngoài. Dạ. Có gửi cho con một số quý á, để con khi đi gặp những hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Thì con sẽ trích ra trước để chú cho có mua đồ ăn này. Dạ. Dạ. Cái này là 1 này chú. Dạ. 2. 3. Dạ. Chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, cái này là của chị và cô Phấn ở nước ngoài. Dạ. Dạ. Dạ, chú có gửi lời gì đến cho chị và cô Phấn ở nước ngoài cũng như bà con cô bác không? Tôi Nguyễn Văn Hiệp, nay 75 tuổi. Tôi thành thật xin cảm ơn mấy mạnh thường quân, chị Phấn với mấy cô, mấy anh chị nhiều. Tôi chẳng biết nói làm sao. Tôi thành thật cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Con cũng chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hy vọng chú với con sẽ gặp lại thời gian sớm nhất. Dạ. Dạ. Không biết là con đăng tải video này lên thì những người con của chú có ra la rầy con không? Không đâu. Coi như tôi, chú thấy nó bỏ tôi rồi, đâu có ai la nữa đâu. Tôi giờ coi như không buồn nên luôn á. Dạ. Sợ là nói là, ôi sao lại nói vậy, tôi chăm sóc con cha tử tế rồi là sao lại nói tôi bỏ cha, kiểu vậy á.
Không có, ở đây còn sớm quyền nữa cháu, còn chính quyền nữa chứ bộ. Chính quyền là biết hết hả? Chính quyền biết hết rồi, chính quyền còn tài trợ tôi mà, vì tôi ở đây 5 năm chính quyền biết rồi, có tài trợ luôn đó nè. Rồi, để con an tâm á. Dạ. Con sợ lắm, nhiều khi mà đăng lên thì người con này tìm con gây khó dễ nữa, mệt. Dạ. Nói chung á thì bên Mạnh Thường Quân có tỉnh này nè, và huyện Tam Bình này nè. Cũng nhưng mà mấy cái huyện bên cạnh cũng biết rồi, cũng nhiều khi xuống tài trợ cho chú nè, ta biết chơi rồi, không có phải ngại gì, vì nó bỏ chú rồi, con nó bỏ cha rồi đó. Dạ. Rồi con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Quý cô chú chị ạ, hôm nay thì Đồng thăm một hoàn cảnh rất là đặc biệt, một người cha lớn tuổi 75 tuổi, không hiểu vì sao mà có tới hai người con trai mà lại vứt bỏ chú. Bỏ mặc chú nằm chờ chết trong nghĩa địa như vậy. Yeah. Trong một nơi mà chỉ dành cho người cõi âm. Và hiện tại thì cuộc sống của chú thì không làm được gì, ai cho gì ăn đó, thậm chí là những con cá, con cắm, con muối và con cho rồi chú còn kho mặn lại để ăn được nhiều ngày hơn. Yeah. Con cũng chúc chú nhiều sức khỏe nhé. Yeah. Đến đây thì Đồng cũng thay mặt chú và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú chị trong cũng như ngoài nước rất là nhiều. Nhờ sự yêu thương, nhờ sự hướng về những hoàn cảnh thì mà những hoàn cảnh mới vượt qua được như ngày hôm nay. Và giống như chú đây, nhờ sự yêu thương mà chú mới sống được ngày hôm nay. Yeah. Chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc chú ha. Yeah. Đồng và chú xin chào quý ông bà cô bác. Yeah.